Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay gia đình Trinh đang ăn sẽ ăn là gà nướng mọi người. Gà quay thì ở đây Trinh có mấy cái đùi, cái đùi với lại cái miếng mông nè. Trinh mua cái này mua ở Walmart đó. Bữa hổm một ít nấu cà ri rồi còn một ít Trinh hôm nay Trinh sẽ quay cái đùi gà này. Đó thì đùi gà này Trinh đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ Trinh sẽ cắt cái phần mỡ này bỏ đi. Đây cái phần mỡ dư nè. Trinh sẽ cắt cái phần mỡ dư này bỏ nè, mỡ nhiều quá nhìn cũng ớn lắm. Với lại cắt cái phần phao câu này bỏ đi, có một tí xíu phao câu cái này nè, Trinh sẽ cắt bỏ đi nha. Đó. Cái này Trinh ngâm rửa giấm muối đó cho nó sạch sẽ, sơ chế cho nó sạch sẽ rồi đó. Giờ Trinh sẽ thấm cái đùi gà này cho nó khô. Nó dùng giấy nhà bếp nè, mình thấm cho nó khô cái đùi gà này cho nó sạch sẽ. Rồi bỏ qua đây để lát nữa mình nướng. Đây cái đùi gà thì Trinh đã lau khô rồi, bây giờ Trinh sẽ xâm như thế này cho nó gia vị nó thấm vô. Gia vị nó thấm vô cho nó ngon. Mình xăm cái thịt ở trong thôi, mình đừng xăm cái da nha. Đó. Xăm hết như thế này. Dùng cái đĩa nữa mọi người. Đây thì bây giờ Trinh sẽ làm pha cái nước sốt để Trinh ướp cái gà này. Ở đây thì Trinh đã có ớt bằm nè. Ở đây Trinh có ớt bằm nè. Ớt này thì thật ra mình Trinh chỉ để lấy màu thôi chứ nó không có cay lắm. Cái này là củ hành tím, cái này là củ hành trắng Trinh đã bằm rồi, và tỏi. Bây giờ Trinh sẽ cho vô cái cối để mình xay. Đây Trinh sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê mật ong cho nó có độ bám, cho nó lên bóng, nó đẹp mà nó ngon đó mọi người. Trinh sẽ cho vô đây một tí xíu hạt tiêu. Trinh sẽ cho vô đây là tầm khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, ít hơn 2 muỗng canh đó. Cho dầu nó bóng cái và nó không có bị cháy. Quay cái này lên. Giờ Trinh sẽ đem đi xay cái này cho nó nhuyễn ra thành nước. Đó, thì Trinh sẽ thành cái nước sốt Trinh ướp gà. Đây, Trinh đã xay xong cái nước sốt nè. Trinh chế vô đây. Đó, để như vậy mình ướp tầm khoảng 4 đến 6 tiếng. Hoặc nếu mà mình ướp lâu thì mình giảm cái gia vị nha, giảm muối rồi lại. Tại lâu thì gà nó sẽ thấm hết đó. Trinh sẽ cho vô đây một tí xíu ngũ vị hương cho nó có mùi sơ sơ thôi. Cái công thức này nếu như mọi người có ăn bột ngọt thì cho thêm tí xíu bột ngọt cho nha. Đó, Trinh ra cho vô đây tí xíu tương ớt cho nó lát nữa nó lên màu cho nó đẹp. Tầm một muỗng cà phê tương ớt. Bây giờ Trinh sẽ massage nó cho nó thấm hết gia vị vô đây. Cái gà này mình nướng mới ngon. Nó ướt không mà thơm lắm mọi người. Mình để 6 tiếng, mình ướp 6 tiếng thì mình nướng nó sẽ ngon, nó sẽ thấm hơn. Nhưng mà 6 tiếng này mình để trong tủ lạnh, rồi lát tầm 2-3 tiếng mình đem ra mình rửa cho nó thấm đều gia vị.
Đây mọi người, thì cái gà của Trinh đã ướp được 6 tiếng rồi đó. Bây giờ Trinh sẽ bỏ qua cái bên này, cái vỉ, cái khay nướng mà Trinh đã lốt cái giấy nhôm sẵn rồi nè. Đó, Trinh sẽ vuốt hết mấy cái này mấy cái gia vị này nè, vuốt xuống để nó cháy. Giờ thịt nó đã thấm vô trong cái này rồi thì mình vuốt hết xuống đó. Đó, bây giờ Trinh chuẩn bị bỏ vô lò, đang bật lò, và Trinh đang nướng bánh mì. Hôm nay có làm mấy ổ bánh mì nữa, với lại làm cái bánh để ngày mai nhà Trinh có khách nữa, nên là chờ cái lò nóng thì Trinh sẽ bỏ trong xong bánh thì Trinh sẽ bỏ vô nướng. Đây, bánh mì Trinh nướng hồi nãy giờ được 7-8 phút rồi đó, còn bên kia là cái bánh nó. Giờ Trinh sẽ trở cái bánh mì cho nó không nó cháy mất. Đây, bây giờ bánh mì với lại bánh này của Trinh đã xong rồi, bây giờ Trinh lấy ra nha. Ui dạ, nóng quá. Để bỏ vô bánh, hồi nãy đụng vịn cái mà nó quẹo mất cái bánh à. Đó, bánh mì Trinh đó. Nhìn ngon kìa không? Giòn lắm luôn mọi người. Wow, wow. Mình đeo rác bơ lên mới được. Bây giờ mình bỏ cái, mình bỏ gà cho mình nướng rồi đó. Đây, gà Trinh làm sẵn rồi đó. Mới mở ra đó. Đây, Trinh nướng là phải 40 phút ở lửa là 395 là tầm 200 độ C đó mọi người. Đó, bây giờ Trinh sẽ trát cái bánh mì, trát cái bơ này vô. Wow, nó thơm. Bánh mì nó thơm dã man mọi người. Trát cái bơ này vô nó thơm nữa nè. Nhìn hấp dẫn ghê chưa. Đó, hôm nay Trinh làm có 3 cái à. Tại mấy bữa làm nhiều, cái làm 6 cái ăn một bữa không hết đó, cái để bữa thứ hai hâm lại, phải nướng lại thôi. Hôm nay làm 3 cái đi, qua nó thơm. Cái này không xả cho nó không thích dữ lắm luôn á. Rồi. Cái này vừa ăn vậy là ổng khoái dữ lắm luôn á. Trên nướng tổng cộng là 12 phút rồi. 15 phút chứ. Đó. Ở nhà lửa lớn nha, nhiệt độ là 210 độ C. Nãy thấy nó nở bự sao bây giờ thấy nó nhỏ xíu rồi ta. Nó nguội nè, nhìn ghê, ngon ghê không? Wow nè. Qua nó giòn mọi người ơi. Nè. Đây cái nước sốt này đây. Bây giờ Trinh sẽ bắt lên bếp và Trinh nấu cho nó sôi lên, cho nó sôi lên khoảng 5 phút cho nó chín cái nước sốt này. Cái mình đem thì mình chấm bánh mì cũng ngon lắm, chấm với gà cũng ngon lắm mọi người. Để nhà sôi lên là mình đem nếm lại cho coi vừa ăn nha. Đây, gà Trinh đã nướng được 35 phút rồi này nè. Đó, bây giờ Trinh sẽ trở cái mặt này lại và nướng thêm vài phút nữa. Wow, nhìn cái màu đẹp quá ha mọi người. Nhìn ngon ghê chưa. Ông xã Trinh thì thích ăn hơi cháy tí, nên là Trinh phải nướng cho nó hơi cháy tí. Wow, hấp dẫn chưa. Bây giờ cái gà, cái nước dầu này ra nhiều quá, Trinh sẽ múc bớt cái nước dầu này nè. Trinh bỏ vô trong cái nồi. Cái nồi này hồi nãy có nước súp, nước sốt đó. Trinh bỏ vô đó, bây giờ Trinh sẽ làm nước sốt để mình chấm bánh mì ăn cũng ngon lắm đó. Đó, Trinh vớt hết cái nước này ra. Wow, nó thơm lắm mọi người ơi. Thơm cực kỳ luôn vậy đó. Nó trở lại như vậy để mình nướng thêm vài phút nữa, tầm 10 phút nữa. Đây, gà của Trinh được tổng cộng là 50 phút rồi đó mọi người. Bây giờ Trinh sẽ lấy ra. Nó tắt lửa. Tắt quạt. Đó, lấy ra. Ồ, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Thơm lắm luôn mọi người ơi. Wow. Thơm. Honey. Come on. Ready? Wow. Look at that. Wow, hold on, hold on. Put that first. Okay, let go.
Oh, beautiful. Oh, beautiful. Good job, baby. Good job, baby. Wow, thơm quá, thơm quá. Ăn thôi mọi người ơi. Hi, honey. Ok, xin mời mọi người cùng ăn với hai chồng mình nha. Honey. Đã xong rồi mọi người. Nhìn hấp dẫn quá. Are we gonna eat today or tomorrow? I see my face. I look pretty good. Hi. Hi. Hi, chicken. Yeah, chicken. Ngon lắm mọi người. Hấp dẫn quá. You don't know. Wow, bánh mì nó giòn mọi người. Nè. Give me a piece. Nè, có bánh mì nè. Mày tìm làm nha. You make this? No, Linh Chào give me. Yeah. Thử nước sốt nha. Bánh mì chấm với nước sốt là ngon. Bánh mì nó ngon. Bánh mì very good. Yeah. That ingredient, not that. I'm thinking, if I like it. Bánh mì ngon mọi người. I think yeah. Wow. A little spicy, huh? Yeah. Wow. Kim chi. Bánh mì good. Okay, let's cut some chicken up, baby. You want to see some? You want to put it in that? Yeah. No need to. Thật. Món này chắc con trai mình quá. Give me the big knife. It's messy. No, I'm for that. Here you have knife. Yeah, but I don't understand how I eat this big piece of chicken. I do. Mm-hmm. You're fired. Yeah, thank you very much. Bread's good. Tắm thử với muối tiêu, cái này muối tiêu chanh nha. Bánh mì ngon quá. Giòn cá luôn, giòn còn giòn, mềm giòn. Look, she gets the bone, I get the meat. Yeah. Very good. Yeah. Very good. How do you make this? Oven? No. Oven? Small oven? No, big oven. Nó sốt ngon, tấm này ngon vậy đó. Hơi cay cay. Còn ngon đấy à. Bẻ cái đùi. Ui cái đàn. Wow, nó ra thật cái trời này. Này phải ăn tay thôi. Không cách nào. Wow. Sấy. Are you bring chopstick here? Huh? Are you bring chopstick here? I got using for kimchi. How chicken? You can tell now? Very good. Very good? Yeah. Thank you. Nóng quá. Còn nóng quá. I think I like barbecue chicken though too. On the grill. A little better than oven chicken. I like oven chicken if it's a whole chicken. But if it's pieces of chicken, I like on the grill better.
Because then I like the burn parts better, you know? Nó sao? Vô quay lại burn burn. Đã ngon gì đâu á. Dạ nó thấm mềm ngon vậy đó. Giao rồi. Không có bị khô. Chấm tí xíu muối tiêu là vừa ăn hoặc là chấm nước sốt nè. Vừa ăn. One spoon? No, not now. Thôi đại ca cho thầy à. Không có cái. Wow. Dạ anh rồi. Béo. Why is it so quiet up there? Huh? Because this chicken's a lot of work. I have to concentrate. Got bones. I have to concentrate. Well, this is good. Yeah. Tuyệt vời. It's different than my I make. Which one? Yeah. This has no taste. This is for me a bit old. Yeah. So it's sort of like, but that has no taste to it, you know? Which so? Hmm? It's miso, missing so. Wow, bánh mì ngon. Really good.
Vô. Vô hả? Rô mát mà. Rô mát. Rô mát. Rô mát. Nó phát niệm bài chứ. Rô mát. Rô Còn lại cái đuôi. Eat that tomorrow. Yeah. Breakfast. Okay. Are you going to put these out for the coyotes? The coyote. Huh? The coyote. The coyote? Okay. We need to buy bird seed too. Why? Okay, eat chicken. No, no bread. Chicken. I'm full. I want bread. Safe. Fair for later. Okay. We're going to be hungry later. Okay. Okay. Junip. Yo. Okay. Bye bye. We're leaving. Okay, video của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo và đừng quên like, chia sẻ video. Like, share, make a comment, complain about something, do something. Bye bye. Và đừng quên like, chia sẻ video, đăng ký kênh Giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày mới, nhiều niềm vui, bình an và thật là may mắn. Bye bye. Okay, that's good. Bye bye.